Xin kính chào quý vị. Quý vị đang xem chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự tối nay. Đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng trung tâm chính trị, hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại khu đô thị Bắc Sông Cấm, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2024. Ngày hội tư vấn hỗ trợ thủ tục đăng ký kinh doanh và đầu tư thể hiện sự đồng hành và quyết tâm thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc độc lạ, những điều thú vị chỉ có trong ngôi nhà có 102 trên đảo Ngọc Cát Bà. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, duy trì nhịp độ liên tục và khẩn trương, dự án đầu tư xây dựng trung tâm chính trị hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại khu đô thị Bắc Sông Cấm đã đạt được mốc tiến độ theo kế hoạch. Đây là dự án quan trọng thực hiện mục tiêu đến năm 2025, hoàn thành việc di chuyển trung tâm hành chính thành phố sang phía Bắc Sông Cấm, theo tinh thần nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị và nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Thành phố lần thứ 16. Tổ hợp trung tâm chính trị hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại khu đô thị mới Bắc Sông Cấm gồm 14 khối nhà, diện tích xây dựng khoảng 29.000 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 89.500 m2, bảo đảm cho hơn 2.500 người làm việc cùng các công trình phụ trợ khác. Đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành toàn bộ thi công cọc bê tông cốt thép nền hầm, bê tông cốt thép cột, vách hầm, các khối nhà và sàn hầm, đang sản xuất cọc ly tâm D600, D500, D400 và D300. Dự kiến hoàn thành bê tông cọc cốt không vào đầu tháng 10 tới. Hiện nay, nhà thầu Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng đang triển khai 6 mũi thi công 3 ca liên tục. Dự kiến hoàn thành bê tông mái hầm vào ngày 15 tháng 8 tới, vượt tiến độ 30 ngày so với kế hoạch. Cùng với đó, triển khai thi công phần thô, hoàn thiện hạ tầng cảnh quan cùng các hạng mục khác, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối năm 2024. Những năm gần đây, diện mạo đô thị khu vực dọc hai bên bờ sông Tam Bạc đã có nhiều đổi thay theo hướng văn minh hiện đại. Để thúc đẩy du lịch và kích cầu kinh tế đêm bên dòng sông Tam Bạc, quận Hồng Bàng đã triển khai phố ẩm thực tại tuyến đường Thế Lữ. Và sắp tới đây, theo chủ trương của thành phố, một cây cầu đi bộ qua sông Tam Bạc nối đường Thế Lữ với đường Tam Bạc cũng sẽ được xây dựng, tạo tính kết nối và một không gian đô thị rộng mở hơn. Từ thập kỷ 60 của thế kỷ 20, thành phố đã xây dựng cầu treo bắc qua sông Tam Bạc, nối phường Hạ Lý với phố Tam Bạc gần chợ Sắt. Đến năm 1992-1993, cầu treo Hạ Lý cùng với cầu Hạ Lý cũ được dỡ bỏ sau khi thành phố khánh thành cầu Lạc Long. Đến nay, khi thực hiện chỉnh trang sông Tam Bạc, người dân tuyến phố Thế Lữ phường Hạ Lý và tuyến phố Tam Bạc phường Phan Bội Châu lại mong ước cây cầu đi bộ nối đôi bờ sớm được tái hiện. Trước kia là có cái cây cầu, nó cũng là cái lịch sử. Thì nhân dân là mong muốn là có một cái cây cầu nối giữa hai bờ này để đảm bảo được đi lại, nhưng đồng thời cũng là tăng thêm vẻ đẹp của cái khu phố Thế Lữ này. Hiện nay thì chủ trương của thành phố và quận đang triển khai cái tuyến phố này là cái tuyến phố ẩm thực. Thì cũng rất lại càng, nhân dân lại càng có cái muốn, mong muốn là có một cái cây cầu để tạo điều kiện cho nhân dân của các cái phường lân cận, các cái nơi khác đến để tham quan rồi thưởng thức các cái món ẩm thực ở trên cái tuyến phố này. Nguyện vọng của nhân dân, thành phố nói chung và nhất là quận Hồng Bàng và phường chúng tôi nói riêng là cũng rất muốn là thành phố và quận xây lại được cái quả cầu. Nhân dân chúng tôi là hưởng ứng cao với sự nhiệt tình và phải là chăm lo của thành phố và cũng như quận đối với cuộc sống bà con và chỉnh trang đô thị. Nhân dân rất phấn khởi và rất đồng tình ủng hộ, mà đặc biệt là nhiều người dân người ta biết, người ta bảo nếu mà làm mà từ ở bên đường Thế Lữ mà sang cái ngã ba Tam Bạc Hoàng Ngân này mà lại kết nối với lại sau này là cái công viên cây xanh ở trong cái nền cũ của chợ Âm Bạc này thì người ta lại rất là phấn khởi. Thế mà phải nói là gần như là mọi người dân người ta ở trên địa bàn là người ta đồng tình ủng hộ.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc chỉnh trang đô thị khu vực sông Tam Bạc, Ủy ban Nhân dân quận Hồng Bàng đã lập dự án xây dựng cầu đi bộ kết nối phố Tam Bạc, phường Phan Bội Châu với phố Thế Lữ, phường Hạ Lý. Việc xây dựng cầu đi bộ nối đôi bờ sông Tam Bạc không chỉ góp phần phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân mà còn thay đổi diện mạo đô thị, tạo cảnh quan văn minh, hiện đại và thêm sức hấp dẫn của hai tuyến phố ở hai bên bờ sông Tam Bạc, trở thành điểm nhấn trong không gian du lịch trọng điểm của thành phố cảng, giúp du khách có thêm trải nghiệm khi tới Hải Phòng. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc khẩn trương thanh lý, phá dỡ đối với 34 chung cư cũ Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, rà soát, phân loại, lập phương án bồi thường hỗ trợ, di dời hộ dân. Thời điểm này, các đơn vị liên quan đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, khẩn trương thực hiện thủ tục, di chuyển người dân đến các chung cư mới trong thời gian sớm nhất. Sau bao ngày mong ngóng, hôm nay, ông Đỗ Văn Đức và gia đình vui mừng phấn khởi khi chính thức được dọn về căn hộ mới rộng gần 60m², tiện nghi đẹp đẽ tại chung cư HH3 Đồng Quốc Bình. Ông là một trong số 93 hộ dân tại 34 chung cư cũ Đồng Quốc Bình được chuyển về chung cư mới trong đợt 1 này. Hôm nay gia đình tôi được nhận căn hộ của H3, đấy, chung cư mới của Đồng Quốc Bình. Gia đình tôi rất phấn khởi, thì mong muốn là thành phố cũng tạo điều kiện để đưa bà con của khu chung cư cũ được sang như gia đình chúng tôi, để mùa mưa bão này là chúng tôi không phải lo lắng gì nữa. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và kinh doanh nhà, có gần 1.600 hộ dân ở 34 chung cư cũ Đồng Quốc Bình cần phải di chuyển về các chung cư mới bao gồm HH1, HH2, HH3, HH4 Đồng Quốc Bình, D2 Đồng Quốc Bình, khu 5 tầng Khúc Thừa Dụ, 7 tầng Vĩnh Niệm, 5 tầng Kinh Dương, 5 tầng Cát Bi với tổng số khoảng 2.000 căn hộ. Hiện nay, hồ sơ thủ tục để di chuyển người dân đang được tích cực thực hiện. Cái việc chuẩn bị hồ sơ cũng như là kiểm tra xác minh thực tế tại địa bàn ấy đã được công ty nhà, Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền, Sở Xây dựng và Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quốc Bình chuẩn bị rất tốt. Và trên cơ sở cái hồ sơ phân loại đấy thì bây giờ hoàn tất cái việc kiểm kê và xác nhận cái khối lượng thực tế để thực hiện cái công tác hỗ trợ di chuyển. Chúng tôi sẽ hoàn tất được hồ sơ để chuyển Sở Xây dựng thẩm định. Ủy ban Nhân dân thành phố ra quyết định cho thuê nhà một cái là chúng tôi đưa dân về và bàn giao luôn. Và bây giờ thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị được tầm khoảng 60-70 bộ hồ sơ để đưa tiếp lượt hai là 60-70 trường hợp về. Tính đến ngày 10 tháng 8, công ty cùng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã hoàn thiện tiếp nhận hồ sơ của 107 hộ trình Sở Xây dựng thẩm định để trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định. Với tiến độ như hiện nay, gần 1.600 hộ dân tại 34 chung cư cũ Đồng Quốc Bình sẽ sớm được di chuyển đến chung cư mới trong thời gian sớm nhất. Triển khai chương trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2023, huyện Tiên Lãng có 4 xã với 106 công trình. Hiện các đơn vị nhà thầu đang tập trung tổ chức thi công, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9 tới. Dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Quyết Tiến có tổng vốn đầu tư là gần 130 tỷ đồng, thi công 38 công trình. Đến nay, các công trình đều đã cơ bản hoàn thành, tiến độ đạt 98%. Đây cũng là địa phương đầu tiên triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2023 có tiến độ thi công nhanh nhất ở huyện Tiên Lãng. Cán bộ nhân dân địa phương rất là phấn khởi, vui mừng phấn khởi trước cái sự đổi thay và sự đầu tư quan tâm của thành phố, của huyện. Địa phương thì cũng đang vẫn tuyên truyền vận động người dân để mình phát huy được những cái công trình đã được đầu tư xây dựng cho nó phát huy được giá trị. Khác với xã Quyết Tiến đã cơ bản hoàn thành các công trình trước tiến độ, thì tại xã Quang Phục đến nay tiến độ mới đạt 80%, có tuyến đường giao thông, tiến độ cũng chỉ đạt khoảng hơn 66%. Một trong những nguyên nhân chính khiến tiến độ dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Quang Phục chậm là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. 100% số xã cơ bản đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025 là một trong 10 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra và cũng là mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ huyện Tiên Lãng tại đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 29 là có 20/20 xã và huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Quyết tâm hoàn thành mục tiêu trên, hiện ngoài 3 xã đã cơ bản hoàn thành, 4 xã đang triển khai thi công,
5 xã thực hiện năm 2023 đã phê duyệt dự án, đăng lập hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công. Huyện Tiên Lãng đang tập trung hoàn thiện quy trình thủ tục để sớm triển khai thi công 8 xã còn lại trong thời gian tới. Trong phần tiếp theo của chương trình, là một trong những ngư trường lớn nhất của Vịnh Bắc Bộ cả về sản lượng, chất lượng hải sản, Bạch Long Vĩ đang từng bước xây dựng thương hiệu hải sản riêng có của đảo Tiền Tiêu. Chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc độc lạ, những điều thú vị chỉ có trong ngôi nhà có 102 trên đảo Ngọc Cát Bà. Thưa quý vị và các bạn, vùng biển Bạch Long Vĩ vốn được biết đến là một trong những ngư trường lớn nhất của Vịnh Bắc Bộ cả về sản lượng, chất lượng hải sản và thời gian khai thác. Theo một nghiên cứu được công bố cho biết, ở vùng biển Bạch Long Vĩ có tới 395 loài, 229 giống thuộc 105 họ hải sản, trong đó có 61 loài cho giá trị kinh tế cao. Với những lợi thế này, ngư dân địa phương đang từng bước khai thác các loài hải sản được phép, xây dựng thương hiệu và cung ứng ra thị trường. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại khu vực sản xuất của gia đình chị Đoàn Thị Hiếu, khu 3 Hai Gian, làng cá Bạch Long Vĩ. Và gia đình chị thì là một trong số các hộ dân huyện đảo đang từng ngày xây dựng thương hiệu hải sản Bạch Long Vĩ với sản phẩm cá thu một nắng và mực các loại. Vâng, chào chị. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Học Vĩnh Bảo. 14 năm trước, chị Đoàn Thị Hiếu theo chồng là một người lính đóng quân trên đảo Bạch Long Vĩ và ở lại từ đó đến nay. Gắn bó với vùng quê mới vào thời điểm khó khăn, lập thân, lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Nhưng với quyết tâm và sự nỗ lực của tuổi trẻ, anh chị đã từng bước vượt khó, phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng cuộc sống ấm no nơi đảo Tiền Tiêu. Nguồn cung cấp hải sản của đảo Bạch Long Vĩ là tức là cũng đang rất là hot, rất là hot với lại khách du lịch Hà Nội, Hải Phòng, rồi các nơi. Hàng nhà mình thì làm rất là đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Trước kia thì là chỉ là đóng hộp đấy ạ, đóng hộp trong túi, nhưng bây giờ thì có máy hút chân không, để đảm bảo an toàn cho khách. Mỗi ngày khi cá thu tươi được ngư dân chuyển về, chị Hiếu lựa từng con, sơ chế sạch sẽ, sau đó đem phơi nếu nắng to, hoặc đóng gói, hút chân không và cấp đông để vận chuyển về đất liền, cung cấp ra thị trường. Cùng với gia đình chị Hiếu, nhiều gia đình ở huyện đảo cũng đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tủ cấp đông, máy hút chân không để hải sản luôn tươi ngon, bảo đảm an toàn thực phẩm. Em cũng rất là muốn phát triển và duy trì cái nguồn thực phẩm sạch này. Hàng của mình lúc nào cũng luôn có, và ví dụ như khách làm cỗ đám tiệc tùng ấy, thì hỏi bất cứ lúc nào mình cũng có hàng để đáp ứng nhu cầu của khách. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong xây dựng phát triển thương hiệu hải sản địa phương, song với những cố gắng, nỗ lực của từng cá nhân, hộ gia đình và sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, hy vọng trong một ngày không xa, thương hiệu hải sản Bạch Long Vĩ với cá thu một nắng, với mực khô, mực tươi cùng các loại hải sản khác sẽ có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả sẽ góp phần tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. Cùng với chính quyền địa phương, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh, ghi nhận tại huyện Thủy Nguyên. Là một trong những nghề truyền thống của huyện Thủy Nguyên, nghề đúc đồng liên tục được mở rộng quy mô và khẳng định thương hiệu sản phẩm nhờ những nỗ lực của doanh nghiệp và người dân làng nghề trong việc đầu tư thiết bị và công nghệ. Tiếp cận với nguồn vốn của Agribank chi nhánh huyện Thủy Nguyên, doanh nghiệp này đã chủ động được nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh. Thủ tục vay vốn đến khi mà được cấp vốn là cũng rất là linh hoạt. Trong cái thời gian vừa qua thì lãi suất có tăng một chút xíu, nhưng vừa rồi đã được điều chỉnh để giảm xuống, đã hỗ trợ cho doanh nghiệp được rất nhiều. Năm nay là những cái đơn hàng nhận được nó ít hơn so với mọi năm, thì cũng đang cố gắng duy trì để làm sao mà giữ được cho công nhân công việc nó ổn định. Thực tế cho thấy một trong những nguyên nhân khiến doanh nghiệp gặp khó khăn là do nhiều doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, trình độ công nghệ lạc hậu, chậm đổi mới, thiếu đầu tư cho nghiên cứu, đổi mới và sáng tạo.
năng suất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh thấp. Và để khắc phục những bất lợi trên, yếu tố quan trọng chính là nguồn vốn. Bên tôi thì đang sử dụng các nguồn vốn từ AGI, thì chủ yếu là vào cái mục đích là nhập nguyên vật liệu vào để sản xuất. Với diện tích tầm khoảng 45.000 mét nhà xưởng và toàn bộ máy móc trang thiết bị là nhập khẩu. Sản xuất đang chủ yếu là cho ngành các phụ kiện cho ngành xây dựng và cũng phục vụ một số cái khách hàng nước ngoài để xuất khẩu đi. Tính đến hết tháng 7 năm nay, Agribank chi nhánh huyện Thủy Nguyên đạt tổng nguồn vốn hơn 2.900 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt hơn 1.139 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay nghề đúc ở Mỹ Đồng, Kiên Bái đạt 167 tỷ đồng với gần 80 khách hàng. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh cũng đã kịp thời điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất. Thống kê, so với cuối năm 2022, thời điểm lãi suất trên thị trường biến động tăng cao, lãi suất cho vay ngắn hạn đã giảm đi khoảng 29% và lãi suất cho vay chung và dài hạn của ngân hàng cũng giảm khoảng 19%. Sáng nay, đại diện gần 200 doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố đã có mặt tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp tham gia ngày hội tư vấn, hỗ trợ thủ tục đăng ký kinh doanh và đầu tư, chương trình do Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức. Đại diện các doanh nghiệp được tư vấn hỏi đáp một một với cán bộ trực tiếp phụ trách các lĩnh vực, thủ tục đăng ký kinh doanh, đầu tư. Phần lớn nội dung hỏi đáp liên quan đến hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký đầu tư trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp cũng được giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, được tư vấn tham gia các khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp cơ bản theo kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố. Ngày hôm nay tôi đến đây thì tôi cũng rất được các bạn tư vấn hỗ trợ ấy, thì cũng hỗ trợ rất nhiệt tình cho tôi. Về cơ bản này tôi cũng biết được cái thủ tục đăng ký như nào. Nay biết đến chương trình thì tôi muốn đến để tìm hiểu là với cái quy mô hiện tại của mình đang làm cùng với lại cái một số cái chuỗi cửa hàng thì tôi nên dừng lại ở cái việc là hộ kinh doanh gia đình hay là thành lập thành công ty. Thì hôm nay rất là may có chương trình tuyệt vời như thế này. Ngày hội ngày hôm nay chúng tôi cũng mong muốn gặp gỡ trực tiếp các doanh nghiệp, các nhà đầu tư để có thể là tư vấn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hiểu được những chính sách pháp luật. Chúng tôi Sở Kế hoạch Đầu tư luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, cùng nhà đầu tư để cùng hỗ trợ giải quyết những vướng mắc khó khăn liên quan đến các thủ tục đầu tư, thủ tục đăng ký kinh doanh. Ngày hội tư vấn hỗ trợ thủ tục đăng ký kinh doanh và đầu tư góp phần thể hiện quyết tâm của thành phố trong quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, luôn đồng hành, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Sáng nay tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền phối hợp với tổ chức Tầm nhìn Thế giới tổ chức hội chợ quảng bá các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường và cuộc thi sáng tạo sản phẩm tái chế từ chất thải nhựa, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Sau hơn một tháng phát động phong trào tái chế rác thải nhựa thành vật dụng sinh hoạt hữu ích trong gia đình, 12 chi hội phụ nữ trên địa bàn quận Ngô Quyền đã tiếp nhận được hơn 200 sản phẩm tái chế với đa dạng các chất liệu, chủng loại. Hầu hết các sản phẩm tái chế đều là chất thải nhựa, khó tiêu hủy, mức độ ô nhiễm môi trường cao. Hôm nay chị em phụ nữ quận đã tổ chức một hội chợ rất có nghĩa để mang thức tuyên truyền, quảng bá, đặc biệt là nâng cao nhận thức của người dân trong quá trình bảo vệ môi trường. Và qua quá trình quan sát và theo dõi thì thấy rằng hội chợ đem lại rất nhiều sản phẩm có ý nghĩa. Đặc biệt là chị em đã tận dụng những rác thải, rác phế liệu để làm sản phẩm tận dụng lại tiện ích cho đời sống xã hội con người. Đây chính là cái cách tuyên truyền hiệu quả nhất đối với lại công tác bảo vệ môi trường. Xuất phát cũng từ cái mô hình vĩ vỏ chai từ hội phụ nữ phường thì các cán bộ hội viên phụ nữ phường Lạch Chay trong một tháng qua đã thu gom các cái phế thải đặc biệt là từ nhựa để biến các cái đồ chai nhựa, vỏ nhựa, can nhựa và có cái ke kem hoặc là thùng xốp thành các cái sản phẩm đồ dùng vật dụng trong gia đình rất là thiết thực, gần gũi, thân thiện với môi trường, đặc biệt là có cái tính ứng dụng cao ở trong cuộc sống. Với hội viên phụ nữ Hải Phòng, nguyên tắc 3T tức là tiết giảm, tái sử dụng và tái chế đã được lan tỏa sâu rộng trong nhiều năm gần đây. Bằng những sản phẩm xanh, thân thiện,
tuy không mang nhiều giá trị kinh tế, sản phẩm của các chị em đã giúp cho môi trường sống được cải thiện từng ngày. Ban tổ chức chúng tôi đánh giá Hội Phụ Nữ Phường Lạc Viên đạt giải đặc biệt của ngày hôm nay. Vì thứ nhất là sản phẩm ở đây đều đồng ghép giữa sản phẩm công nghiệp, tái chế, thải bỏ và yếu tố tự nhiên, thiên nhiên, cây xanh để áp dụng với nhau thành một tổng thể. Cái thứ hai là lồng ghép được yếu tố đại dương, bảo vệ môi trường biển. Và cái thứ ba, cái quan trọng và lớn lao nhất đó là lồng ghép được lòng tự tôn, yếu tố tự trọng của từng con người trong cái sản phẩm của mình. Các anh chị đã sử dụng được các cái vật liệu mang yếu tố môi trường cao để sử dụng và làm lên bản đồ Việt Nam. Sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường sẽ giúp giảm lượng rác thải, giảm áp lực cho hệ sinh thái và nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc tiết giảm, tái chế và tái sử dụng rác thải nhựa là việc làm cần nhân rộng trong mỗi gia đình. Sáng nay, Hội Hữu nghị Việt Nam Bulgaria thành phố Hải Phòng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có bà Atushka Markova, đại diện lâm thời Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam, đại diện Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam Bulgaria, Sở Ngoại vụ thành phố và đông đảo hội viên. Hội Hữu nghị Việt Nam Bulgaria thành phố Hải Phòng hiện có hơn 500 hội viên. Nhiệm kỳ qua, Hội Hữu nghị Việt Nam Bulgaria thành phố Hải Phòng đã triển khai nhiều hoạt động tích cực, góp phần vào thành tích chung trong công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp thành phố. Phát biểu tại đại hội, bà Atushka Markova, đại biện lâm thời Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam, đánh giá cao vai trò kết quả Hội Hữu nghị Việt Nam Bulgaria thành phố Hải Phòng đạt được trong thời gian qua, tiếp tục khẳng định là cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam Bulgaria, Ủy ban Nhân dân thành phố tặng kỷ niệm chương vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc và bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng hội và đối ngoại nhân dân. Ủy ban Nhân dân thành phố vừa có quyết định số 2400 ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng. Theo đó, thì ở thời gian tựu trường sớm nhất là vào ngày 28 tháng 8 năm 2023. Riêng đối với lớp 1, thời gian tựu trường sớm nhất là vào ngày 21 tháng 8 năm 2023. Tổ chức khai giảng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường vào ngày 5 tháng 9 năm 2023. Học kỳ 1 sẽ bắt đầu từ ngày 6 tháng 9 năm 2023 đến trước ngày 15 tháng 1 năm 2024. Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 16 tháng 1 năm 2024 đến trước ngày 25 tháng 5 năm 2024. Kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2024. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31 tháng 7 năm 2024. Thưa quý vị, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng tòa án điện tử là mục tiêu và cũng là nhiệm vụ được Tòa án Nhân dân 2 cấp thành phố Hải Phòng tập trung thực hiện. Phần mềm trợ lý ảo chính là một trong những giải pháp tạo sự đột phá trong chuyển đổi số của ngành hiện nay, qua đó nâng cao chất lượng công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn theo đúng tinh thần cải cách tư pháp. Tra cứu văn bản, hồ sơ, nghiên cứu kỹ điều luật thông qua các tài liệu giấy, đó là công việc mà mỗi cán bộ tòa án vẫn thường thực hiện trước mỗi phiên tòa. Thế nhưng giờ đây, phương pháp truyền thống mất thời gian này đã được thay thế bằng một phần mềm với tên gọi trợ lý ảo. Đối với cái phần mềm này, thì trợ giúp cho các thẩm phán, các thư ký, tòa án trong cái việc giải quyết, xét xử các loại án, việc tra cứu các cái loại văn bản, và cái thứ hai nữa là cung cấp các cái thông tin về các cái giải pháp pháp lý ở những trường hợp tương tự để cho thẩm phán, thư ký tham khảo trên cơ sở đó là đưa ra những cái quyết định đúng đắn nhất. Phần mềm trợ lý ảo được Tòa án Nhân dân tối cao phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội phát triển nhằm mục tiêu số hóa tri thức, kinh nghiệm xử án của các thế hệ thẩm phán giỏi, giàu kinh nghiệm, tạo ra thư ký ảo trực tuyến 24/7, hỗ trợ thẩm phán, thư ký tòa án trong nghiên cứu, phân tích, giải quyết vụ án. Với kho dữ liệu đầu vào được chuẩn hóa lên tới hơn 150.000 văn bản pháp luật và văn bản giới luật, 43 án lệ, hơn 680.000 công bố bản án, phần mềm trợ lý ảo được xem như một cánh tay đắc lực, hỗ trợ cán bộ tòa án tiếp nhận và xử lý các vụ án. Với cái phần mềm trợ lý ảo này, thì mỗi thẩm phán, cán bộ công chức đã có thêm cho mình cái trợ lý giúp việc là 24/24, bất kể lúc nào cũng có thể truy cập
và tương tác với phần mềm trợ lý ảo. Mà trong khi đó không phải tăng thêm biên chế, nhưng mà đã có một cái trợ lý giúp việc rất là đắc lực. Thực tiễn cho thấy, trong điều kiện hệ thống pháp luật Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện, ngoài luật thì còn nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác, án lệ, kể cả những công văn có tính chất hướng dẫn việc áp dụng pháp luật. Do đó, phần mềm trợ lý ảo sẽ là cơ sở để thẩm phán đưa ra các quyết định đúng bản chất sự việc, đúng pháp luật, đáp ứng được yêu cầu chính trị và sự đồng tình của dư luận. Thưa quý vị, nằm bên tuyến đường xuyên đảo Cát Bà, xã Chân Châu có khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ với địa thế vàng tọa sơn hướng thủy hiếm có. Trong bức tranh sơn thủy hữu tình ấy, có một công trình nghệ thuật độc đáo thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Mời quý vị cùng tìm hiểu. Tin về dự báo thời tiết sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Phía Bắc thành phố nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Phía Nam thành phố nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều nắng gián đoạn, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa dông vài nơi, trong mưa dông đề phòng sét và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4.